Trong không khí chuẩn bị đón Tết Tân Sửu, đoàn công tác của Tổng công ty Điện lực miền Bắc EVN NPC đã đến thăm chúc Tết, tri ân khách hàng, đồng thời kiểm tra đôn đốc công tác triển khai dự án cấp điện cho huyện đảo Bạch Long Vĩ, Hải Phòng. Được thành lập vào năm 1992, đảo Bạch Long Vĩ nằm ở phía đông nam cách thành phố Hải Phòng 133 km với gần 1.000 người sinh sống và làm việc, là đảo xa bờ nhất trong vịnh Bắc Bộ. Bạch Long Vĩ không chỉ có vị trí chiến lược quan trọng mà còn là một trong tám ngư trường lớn nhất cả nước với nguồn tài nguyên phong phú. Đây cũng là chỗ dựa để ngư dân yên tâm đánh bắt cá xa bờ. Thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng và nhà nước, từ nhiều năm qua lãnh đạo EVN NPC luôn quan tâm, chăn trở để làm sao sớm cấp điện cho nhân dân vùng sâu, vùng xa biên giới hải đảo để phát triển kinh tế, trong đó có huyện đảo Bạch Long Vĩ. Cũng được sự đồng ý của chính phủ các bộ ngành cũng như tập đoàn điện lực Việt Nam, tổng công ty điện Bắc đang triển khai cái dự án cấp điện cho đảo Bạch Long Vĩ và hiện nay thì chúng tôi đang triển khai các cái bước thi công trên đảo và mua sắm vật tư thiết bị và theo dự kiến thì đến tháng 6 năm 2021 thì dự án sẽ hoàn thành khi đó toàn bộ cái công suất nguồn cấp điện trên đảo với tổng công suất khoảng 60 MW được cung cấp bằng cả ba nguồn diesel, điện mặt trời và điện gió. Khi mình được tổng công ty điện lực miền Bắc giao nhiệm vụ uh, cấp điện cho đảo Bạch Long Vĩ thì chúng tôi xác định đây là một cái tầm quan trọng rất lớn, đó, nhiệm vụ rất lớn nào khi mà tổng công ty giao cho 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 chúng tôi dự án này nó cũng khác với một số dự án ở uh, trên địa bàn 27 tỉnh thành mà chúng tôi đang quản lý dự án tức là nó tổ hợp ba nguồn một là diesel hai là túc biên gió và ba là năng lượng mặt trời chính vì vậy ngay từ rất sớm EVN NPC đã đưa Bạch Long Vĩ vào chương trình cấp điện tuy nhiên vì vị trí xa bờ nên đã xây dựng một dự án riêng cho huyện đảo Bạch Long Vĩ với mục tiêu tạo động lực cho việc phát triển các ngành nghề công nghiệp nhẹ công nghiệp phụ trợ phục vụ phát triển kinh tế biển và các hoạt động du lịch biển đáp ứng điều kiện trở thành trung tâm chế biến và dịch vụ hậu cần nghề cá và tìm kiếm cứu nạn cho các tỉnh ven biển Bắc Bộ. Trong thời gian vừa qua thì cán bộ chiến sĩ quân và dân của huyện đảo Bạch Long Vĩ rất là vui mừng phấn khởi được tổng công ty điện lực miền Bắc triển khai dự án cấp điện cho đảo với nguồn điện trên 4 MW. Nếu dự án này đi vào hoạt động thì sẽ giúp cho bà con nhân dân các cơ quan đơn vị phát triển kinh tế xã hội giữ vững góp phần giữ vững được an ninh quốc phòng trên đảo. Với cái nhu cầu phát triển phụ tải của huyện đảo Bình Mỹ hướng tới những cái định hướng của năm 2020 đến 2025 thì từ 2020 đến 2025 cũng như các năm về sau thì với cái dự án này thì thứ nhất là sử dụng là nguồn năng lượng sạch cái điều này rất là rất là là, là tốt và thứ hai nữa là đảm bảo được cái nhu cầu phát triển phụ tài cũng như là à, có những cái khi mà đảm bảo nguồn cấp thì quân dân huyện đảo cũng như các doanh nghiệp ở trên địa bàn thì có những cái phương án đầu tư thêm để phát triển huyện đảo về à, kinh tế. Dự án với tổng vốn đầu tư 200 tỷ đồng, trong đó một nửa là vốn ngân sách nhà nước, một nửa là EVN NPC đầu tư. Dự án này phấn đấu hoàn thành trước tháng 6 năm 2021 sau khi dự án hoàn thành sẽ đảm bảo cấp điện liên tục 24 trên 24 giờ cho huyện đảo phát triển kinh tế xã hội cũng như góp phần giữ vững an ninh biển đảo của Tổ quốc. Với 4 MW kết hợp từ nhiều nguồn diesel, điện gió, điện mặt trời, trong vòng từ 10 đến 15 năm tới, huyện đảo này không phải lo thiếu điện.